Anh này, đông đủ quá luôn. Các chú lại đến đòi nợ á? Bà, biến ra đằng khác. Con kia, mày bước lại đây tao bảo. Có chuyện gì đấy? Bà là ai? Hả? Là ai á? Là... Bà báo cáo anh, đây là bố mẹ em ạ. Hay quá nhờ. Cả bố cả mẹ mang tiền lên trả cho con này. Hả? Hay. Tiền gì? Nó nợ bọn này. Lo thu xếp mà trả. Anh ơi, anh cho em thu thêm mấy hôm nữa thôi ạ. Em chưa có tiền hôm nay. Mày cầm ngay. Tao đã thư cho mày rất nhiều lần rồi. Mày mau phải nôn tiền trả cho bọn tao bằng ngày hôm nay. Hôm nay em chưa có tiền nôn ra trả cho anh. Anh ơi, em xin anh cho em mấy hôm nữa thôi. Em kiểu gì kiểu em cũng đi quay tiền. Anh ấy, dáng con này bằng khách phết đấy. Được, được. Mày chưa có tiền trả cho bọn tao gì? Về làm quán vị cho bọn tao. Chả bao giờ hết số tiền này thì thôi. Mẹ ơi, con không đi làm quán tay vịn đâu. Mẹ ơi, anh ơi, em nhìn anh ạ. Các chú ơi, thêm nó con nợ bao nhiêu hả các chú? 215 triệu. Úi giời ơi. Sao lại nợ lắm thế? Anh từ cho em thêm một thời gian nữa. Xin các chú ơi, thú xa cho em. Xin xỏ cái gì? Con không có tiền thì bố mẹ trả. Ông, bà tính như nào? Tính cái gì? Chúng tôi người cùng quê lên đây chơi vài ngày rồi về. Đây mới là mẹ này. Chúng tôi chuẩn bị về quê bây giờ đây. Ôi giời, tưởng ra được nhờ con gái. Hóa ra nó nợ như chúa chổ như thế này, làm gì nó có tiền mà cho mình. Đi đi không có thì vạn lây được không ạ? Tôi thề với lòng mình. Sao? Kệt. Không bao giờ đến đây nữa. Đi. Ôi giời ơi, sợ thật. Bố, mẹ, cho thằng này chào câu chứ. Thằng này, mày. Ok, thằng này. Bố mẹ lại nhà. Lại cái thằng bố mày. Đi vậy, bố mẹ nhớ nhá. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Đừng có buông ra. Buông ra là làm khổ xã hội chứ không phải đùa đâu. Thật đấy. Nó nhạt mà nó không biết là mình nhạt. Ông bảo nó ngậm cái mõm nó lại cái. Lúc nào cũng nghe nhởn. Thôi. Đi, đi ông. Nói làm gì với cái lũ này? Bố mẹ trốn nợ về quê cho kỹ vào nha. Này, ai trốn, nợ? Trốn, mày. Ai trốn? Trốn cái gì? Okay. Hả? Chứ không phải à? Trông cái mặt đó kìa. Ông ơi, tôi phải đốt vía thằng này. Ông cho tôi mượn cái lửa này. Không có, bật lửa không có. Bác cần lửa à? Vâng, có. Cháu có lửa đấy, người bác. Mày quá, đúng là hàng xóm tốt bụng. Bác cứ đốt đi, xong nó cháy cả xóm trọ này, xong bác ký hợp đồng với Juventus ngồi ăn cơm nhà nước với cả thằng bác luôn nhá. Đúng rồi. Đốt phát cháy luôn đấy. Cháy. Mày. Mày. Cháu là Điền, em anh Lưu ạ. Lưu, anh thằng Điền. Cùng một ruột. Thôi, đi thôi. Đi. Mẹ. Mẹ thấy còn hết nước chấm không? Luyến. Thấy anh hết nước chấm không? Từ bây giờ không dám vác mặt lên đây nữa. Để chạy mất dép luôn. Nhìn hai cái chú ấy. Tôi còn sợ khiếp vía nữa là. Hai bạn đấy là thi tuyệt lớp diễn viên cấp tốc của VFC. Xong rồi bây giờ là ra bốc hàng ở ngoài chợ mình ấy mà. Còn tìm mãi mới được ấy. Đau hết cả tim mà. Thế thì ông bá mới chịu rời khỏi đây chứ. Mà trần đời ấy, chưa thấy ai mà lùa bố mẹ vợ chạy mất dép như là anh Lưu. Ơ kìa, cái thằng, tao lùa bố mẹ vợ lúc nào? Tao gửi những cái lời yêu thương đấy chứ. Mày nặn óc lại đi. Mày nói thế, mang tiếng tao. Liến nhà. Nhẹ gì? Hay lắm. Thế sao tự nhiên lại lùng bùng như thế? Thế lúc nãy hai mẹ con diễn như thật còn gì nữa. Không diễn hay để hai thằng nó bốc đi làm tay vịn à? Thằng nào ra? Thế mang cái tiếng nợ như chúa chổ. Mẹ sợ hai ông bà ảnh hưởng đến thần kinh đấy. Úi giời, ông bà đấy mà thần kinh thế nào được hả mẹ? Còn lâu mới sợ. Còn lâu ấy. Nhờ. Nhờ cái gì? Đứng đấy à? Sao? Đuổi theo ông bà xong bà đi đứng thế nào? Bao giờ nhìn ông bà lên ô tô thì yên tâm mình mới được quay về. Ok, nhưng... có đi không? Ngoan thì mấy đứa con này dắt về quê xin lỗi ông bà nhá. Chứ còn không ngay. Ôi trời. Vâng, xin tuân lệnh ông nhà. Giống dở.
Anh Ly ơi, giờ cũng dễ bảo hẳn đấy con nhỉ. Không dễ mà được với con à? Lờ ngờ, con tát vỡ alo rồi. Trời ơi.